Huawei mới chỉ có 45.000 ứng dụng, còn quá lâu để có thể bắt kịp Google. Sau khi Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen hồi tháng 5 năm 2019, Google sau đó cũng buộc phải dừng hợp tác với Huawei. Mặc dù chính quyền Donald Trump đã gia hạn thời gian áp dụng lệnh cấm thêm nhiều tháng trước khi áp dụng chính nhưng một số mẫu smartphone gần đây của hãng, ví dụ như Mate 30, Mate 30 Pro đã không còn được cài đặt sẵn các ứng dụng Google như Gmail, YouTube, Google Maps, Play Store. Lưu ý rằng, Hệ điều hành Android là hệ điều hành mã nguồn mở nhưng một số ứng dụng như Chrome, Gmail lại không phải là các dịch vụ nguồn mở. Tất nhiên trong thời gian gia hạn lệnh cấm, các mẫu smartphone trước đó của Huawei vẫn có thể sử dụng ứng dụng Google. Tuy vậy có một hệ thống là chưa đủ và hãng vẫn cần có một hệ sinh thái ứng dụng đủ lớn. Trong tương lai, Huawei có kế hoạch sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để mở rộng hệ sinh thái này thông qua các chương trình khuyến khích nhà phát triển. Mục tiêu của Huawei không gì khác là tạo ra một hệ điều hành hoàn chỉnh. Một chợ ứng dụng đủ phong phú để người dùng Huawei không còn phải bận tâm vì thiếu các dịch vụ Google trước đây. Huawei hiện có khoảng một triệu nhà phát triển HMS trên toàn cầu.